Ok, và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mic drop mới của mình nha. Ok, và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Vua Rồng. Ta-da. Ok. Ok anh em ơi, thì như là lời đã hứa với anh em á, mỗi ngày mình sẽ ra hai clip cho anh em xem. Thì bây giờ mình tiếp tục ra Minecraft cho các bạn xem ở đây. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau mau đạt được 1 triệu subscribe anh em. Và ok, chúng ta không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu vào video hay nào. Let's go. Thì như mấy bạn đang thấy là mình đang ở trong một cái tòa tháp đá nè các bạn ơi. Thì cái tòa tháp này lần trước á, lúc mà mình không quay video á, thì mình đã đi thám hiểm cái tòa tháp này và mình đã giết được con boss. Nhưng mà mình quên mất, mình không bấm quay cho nên là mình không quay được cho anh em xem cảnh mình giết boss đó. Thì sau khi giết con boss thì mình cũng đã kiếm được rất là nhiều đồ mấy bạn ơi, quá trời đồ luôn nè. Ôi, hình như mình mới nghe tiếng con rồng đâu đây thì phải. Phải không ta? Mình mới nghe tiếng con rồng mấy bạn ơi. Ồ, rồi thôi để mình đi xuống dưới coi. Ôi lắc quá bạn ơi, lắc. Trời ơi, hình như con rồng nó đang ở gần chỗ mình cho nên là rất là lắc luôn mấy bạn ơi. Thôi chạy về nhà nhanh thôi, con rồng xuất hiện. Ui, con rồng kìa bạn ơi, mình thấy nó trên đầu mình kìa. Thôi không nên đấu với nó đâu. Mình đang rất là yếu luôn, không nên đấu với nó. Để lần sau đi, lần sau mà con rồng của mình lớn lên á thì mình sẽ chiến đấu sau. Còn giờ dời thôi bạn ơi, ở đây là chết đấy. Đường về hồi nãy mình nhớ hình như là bên đây thì phải. Để coi, để mình về nhà coi. À, như mấy bạn đã biết trong tập trước á, thì mình đã gọi là ấp được một quả trứng của một con rồng nước các bạn ơi. Thì con rồng nước á, nó cũng khá là to rồi. Không biết bây giờ gọi là con rồng nước nó có bự ơi là bự để cho mình có thể cưỡi được chưa đây. À, mình nghe mấy bạn nói á, là phải cho con rồng này nó ăn cá thì nó mới có thể mà to lên được. Ơi mình thấy hình như có cái cánh của nó kìa phải không. Ui bạn ơi, mấy bạn nhìn kìa. Wow, con rồng của mình nó to đến cỡ này luôn rồi hả. Cho mấy bạn ơi, con rồng của mình nè, nó to đến nỗi mà nó đụng đất luôn các bạn ơi, ghê thiệt chứ. Ok rồi, để mình đào đường mình cho nó leo lên. Ơ chết, mình bị khát nước rồi, để mình đi uống nước đã. Uống nước, trời khát nước rồi. Ok rồi, giờ mình sẽ đào đường cho con rồng của mình nó leo lên nha. Ok, đập mấy tấm gỗ ra nè. Ui trời, mưa mất tiêu rồi, trời là trời. Ok, đẩy con rồng ra, đẩy con rồng ra, con rồng của mình nó to quá rồi. Rồng ơi đi ra đi con, đi ra. Ok, mình đang đẩy nó ra các bạn ơi. Rồi, để đập cái cục gỗ ra luôn. Ok, đập ra rồi các bạn ơi. Con rồng này to, con rồng của mình bây giờ nó to quá rồi. Ui chết, mình lỡ tay quýnh con rồng rồi. Không sao. Ôi bình tĩnh con. Chết rồi, mình lỡ tay quýnh nó các bạn ơi. Ồ trời mưa mất tiêu rồi, mình nghĩ rằng mình phải vào nhà mình ngủ cái đã. Ngủ cái đi rồi sáng hôm sau ra cho nó ăn. Nó hình như là mình lỡ tay mình quýnh nó cho nên nó giận mình mất tiêu rồi các bạn ơi. Ai, tạnh mưa rồi. Rồng ơi anh xin lỗi. Ấy da, anh xin lỗi mà anh lỡ tay quýnh con mà. Chết rồi, nó hình như nó giận mình rồi mấy bạn ơi. Chết. Ăn cá đi. Ồ mình cho nó ăn cá nè, hình như thân mình lại phải không. Ok, nó hết giận mình rồi ha. Mình cho nó ăn cá xong nó hết giận mình rồi các bạn ơi. À, ơi khoan đã. Làm cách nào để cưỡi nó được ta? Ủa mấy bạn, làm cách nào để cưỡi được con rồng? Hình như mình nhớ là để cưỡi rồng á là chúng ta phải gọi là cho con rồng cái yên ngựa đúng không? Ủa, yên ngựa hay là yên rồng ta? Hai cái nó có khác nhau không nhỉ? Thôi kệ đi, nói chung để mình về nhà. Ấy da. Ủa gì vậy? Hình như con rồng nó mới đánh mình hả? Ấy da. Sao mày lại đánh anh? Ủa anh cho mày ăn cá mà sao mày lại đánh anh rồng? Ấy da, nó lại đánh mình nữa rồi. Ui con rồng kỳ quá vậy. Thôi kệ đi, mình đừng có đụng với nó nữa, chắc nó sợ. Ôi, có con gì nè. Ôi, con gì á? Đi ra mày. Ai, một cái con quái vật. Ồ, ở đây nó mình đánh nó xong nó rơi một cái tấm da nè. Ơi, đúng rồi, hình như da là dùng để chế yên ngựa đúng không? À, được, bây giờ mình sẽ lấy cái da này đi mình chế yên ngựa nha, để mình vứt cái mực đi. Ok, lượm cái da lên. Lượm đuốc lên. Rồi ok. Để mình về mình chế cái yên ngựa coi. Yên ngựa chế là hình như là cần phải gọi là có sắt nè. Đây mình có 11 cái sắt hồi nãy mình kiếm được trong cái tòa tháp đây. Giờ mình sẽ làm cho mình cái bàn chế tạo đi. Bàn chế tạo nè. Rồi ok. Bàn chế tạo để ở đây. Ê, khoan, tự nhiên mình lại dục vàng vậy. Rồi mình bỏ mấy cái đồ gọi là không cần thiết vào trong đây. Rồi. Để mình lấy thêm da nè. Đó, sau đó lấy da chúng ta bỏ vào đây thế này. Rồi để một cục sắt vô. Chúng ta sẽ được một cái yên ngựa các bạn ơi. Dạ. Yeah. Một cái yên ngựa. Ủa mà kỳ ha.
Tại sao yên ngựa lại lắp vô trong rồng ta? Đáng lẽ con rồng phải có yên rồng để cưỡi chứ, tại sao lại dùng bằng yên ngựa ta? Thôi kệ đi, đỡ tốn. Rồi lắp vô nè. Ê, ủa không lắp được, mình cần phải có 8 kinh nghiệm lận. Trời ơi, cái này hả? Ui, phải có 8 kinh nghiệm mới dùng được. Chết rồi, không xong rồi. Ok, thôi, vậy bây giờ là không lắp được cho nó rồi đó. Giờ mình tạm thời mình có con rồng nhưng mà mình chưa có cưỡi được mấy bạn ơi. Chưa cưỡi được, rồi thôi xong rồi. Ha, mấy bạn ơi, bây giờ làm cách nào để có thể cưỡi được con rồng đây? Mình bây giờ mình phải cần có 8 kinh nghiệm. Mà bây giờ không có gì để kiếm kinh nghiệm cả. Để mình xem coi trong rương có gì không. Hiện tại là bây giờ mình đã có vàng nè, ngọc lục bảo nè, với lại là kim cương. Mà mấy cái này thì không biết để dùng chế cái gì cả. Đâu để xem coi, để mình xem có cái gì có thể gọi là giúp chúng ta có kinh nghiệm không. À, mình nhớ rồi, hình như là trong cái mod này có một cái mod có tên là Lucky Block. Đâu để mình xem coi, Lucky Block. Đây, có Lucky Block nè, để mình xem nha. Lucky Block chỉ cần bỏ một cái máy thả vào, sau đó là bỏ thêm vàng vào, chúng ta sẽ được một cái Lucky Block. À, ok, hiểu rồi. Vậy bây giờ là mình muốn làm cái máy thả là mình phải có đá đỏ. Ở đây, đây có đá đỏ em người đây. Ủa sao mình có đủ thứ hết ta. Ok khoan, bây giờ mình cần một đá, để xem coi. Lần trước mình đi mai xong mình lỡ mình vứt hết đá rồi. Chết, để mình xuống mình đào ít đá đã. Ui, lại một con tắc kè bông. Đấy mày, mày hả mày. Mày, mày nè, mày. Mày hả mày, tắc kè bông. Ok, rồi giết nó rồi. Ui, trong đây. Ui, lại thêm một con tắc kè bông nữa. Ui, mày hả mày. Mày hả mày. Rồi, mình đã có được thêm 3 kinh nghiệm. Ấy tính ra là mình đi mình giết quái cũng được kinh nghiệm nè, hợp lý. Trong đây có một con dê. Thôi con dê làm gì đâu. Ui, ui, ui bạn ơi. Ui, trong đây hình như là, ui, trong đây là một cái hang quái vật các bạn ơi. Mày hả mày. Quýt. Ui, một nguyên một cái hang quái vật luôn. Ôi, chạy. Cái hang này mình chưa có xuống được đâu. Cái hang này mình còn yếu lắm, mình không xuống được đâu. Trời ơi, mấy bạn ơi, mấy bạn có muốn mình xuống cái hang quái vật đó không? Bạn nào muốn thì hãy để lại bình luận cho mình biết nha. Và đừng quên like video này để lấy động lực cho mình xuống dưới đó nha. Còn bây giờ thì thôi, chưa được đâu. Mình mà xuống đó là mình chết đó. Thôi, mình còn yếu lắm, cho nên là bây giờ mình cứ đi mai trước đi. Mình làm lúc kịp lóc đã, mình còn yếu xìu à. Không được. Ok các bạn ơi, thì mình đã đào được một ít đá ở đây. Đây, mình đào được mấy cục đá nhỏ nè. Bây giờ chúng ta sẽ ghép nó lại thành một cục đá to nha. Rồi, ghép nó lại thành một cục đá to nè. Rồi, ok. Chúng ta đã được 25 cục đá to. Rồi, bây giờ 25 cục này chúng ta chỉ cần bỏ vào đây như thế này. Và bỏ một cái cục gọi là redstone bên dưới. Chúng ta sẽ làm được máy thả. Rồi, bỏ máy thả vào. Sau đó là bỏ thêm cả vàng vào nữa. Rồi, chúng ta sẽ được Lucky Block. Đó, Lucky Block. Đây, ok. Rồi, Lucky Block này chúng ta làm được gì ta? Bây giờ để xem coi, mình sẽ ra mình đập Lucky Block nha. Đặt ở đây, sau đó đập nó. Đấy, bụp. Ui, mấy bạn ơi. Yeah, chúng ta đã được thêm một quả trứng rồng. Mấy bạn ơi, mình đã lượm được thêm một quả trứng rồng rồi. Yeah, trời ơi, may mắn quá. Ha, vậy là mình không cần phải đi giết rồng Ender nữa. Mình đã kiếm được thêm một quả trứng rồng từ trong cái Lucky Block rồi. Yeah, quá xịn. Ok, đã quá mấy bạn ơi. Ok, mình sẽ bỏ cái trứng rồng này cho vào trong rương nè. Ôi, trứng rồng mấy bạn ơi, xịn. Ok. Rồi. Ôi, rồng ơi, một tí nữa anh sẽ cưỡi mày, để anh tí đi. Bây giờ đập thêm cái Lucky Block này nữa. Búp, được gì đây? Ôi, được mấy cái tô súp. Mấy cái tô súp này đâu cần đâu. Mấy tô súp này chỉ dùng để ăn thôi. Nhưng mà thôi kệ, cứ lụm vô đi, biết đâu cần. Rồi ok, thôi được rồi, bây giờ mình nghĩ rằng là mình phải đi gọi là giết quái vật mấy bạn ơi. Bây giờ cách để có thể kiếm được kinh nghiệm dễ nhất đó chính là giết quái vật thôi. Ok, để mình xem nha. Bây giờ mình nâng cái này lên trước tí đi. Mình nâng được 3 nè, cái này phải được 8 thì mới cưỡi rồng được. Bây giờ mình sẽ đi giết quái vật nha. Mà trước khi quyết giết cái con quái vật á, thì mình nghĩ rằng là mình sẽ phải gọi là làm một cái khiên. Đây, mình sẽ làm một cái khiên nha. Ok, được rồi nè, mình đã làm được một cái khiên. Rồi, bây giờ là mình chỉ cần gọi là cất mấy cái đồ gọi là gì ta, mấy cái đồ quý hiếm vào trong đây. Ok, rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đi giết quái vật và giành lấy gọi là kinh nghiệm để chúng ta có thể cưỡi rồng nha bạn. Rồi đi thôi, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới gọi là hang quái vật nè, để mình giết mấy con quái vật để mình còn có được kinh nghiệm mình cưỡi rồng. Ok, đi. Hồi nãy mình thấy dưới đây có quái vật rất là nhiều các bạn ơi. Ồ, trời ơi, quái vật kia. Skeleton. Ui, con quái vật gì đây? Ui, một con thần chết. Mày hả mày?
tao cho mày chết luôn nè. Đó, rồi lụm xương của nó. Skeleton nó tấn công mình. Bây giờ mình sẽ đào một cái đường để mình leo xuống nha. Đào cái đường nè. Ok, được rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xuống đó giết quái vật để lấy kinh nghiệm nha. Ok, đi xuống rồi. Ui, một con dây lửa, một con dây lửa. Lại đây mày. Mày hả mày? Lại đây. Mày, mày hả mày? Rồi, giết nó rồi, lượm kinh nghiệm. Ôi, bên đây còn một con dây lửa nữa nè. Mày, mày ra đây. Ui, skeleton, skeleton, từ từ. Mày, mày hả mày? Ui, skeleton, skeleton. Mày, mày, ui. Ui, nó bắn mình các bạn ơi. Ui, ui, một con. Ôi, nó bắn mình. Hai con, rồi ok. Ôi, mấy con này mạnh quá. Mình hết máu rồi, mình hết máu rồi. Ồ, phải đứng để hồi máu đã. Ôi, ôi, con kia. Ripper nè. Ui, ây da, trời ơi. Con Ripper văng lên đây. Đâu phải. Bây giờ chỉ còn một cách là chúng ta phải đi xuống dưới. Chúng ta đập hết mấy cái lồng mấy bạn ơi. Ok, rồi để mình đi xuống dưới. Chặn lại, không cho nó tấn công mình. Ây da, nó đang tấn công mình mấy bạn ơi. Ôi, ôi, mấy con này đang tấn công mình, đông quá. Ok, đập. Ây da. Ui, chết rồi, pha đây mình chết rồi các bạn ơi. Ui, đông quá. Thôi xong tôi rồi. Oh, đông quá các bạn ơi. Mấy con quái vật này đông quá mà mình yếu quá, mình chưa giết được bọn nó. Trời ơi, tức quá. Pha này chết rồi. Thôi không xong rồi. Ai, không ổn mấy bạn ơi. Bây giờ mình nghĩ rằng mình phải tự chế tạo vũ khí ở nhà, sau đó mình đi mình giết bọn nó thôi. Chứ bây giờ là mình gọi là mình đã quá yếu rồi. Để mình xem coi. Rồi, dùng kiếm sắt nè. Sẵn làm cho mình thêm một cái cúp nữa. Cái cúp bằng sắt. Rồi. Ok, bây giờ làm cho mình thêm một cái khiên nữa. Để vào đây. Ok, có cái khiên này nè. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đi xuống dưới đó, gọi là giết mấy con quái vật tiếp mấy bạn ơi. Ôi, chán ghê á, hồi nãy được 16 kinh nghiệm rồi. Chưa kịp làm gì nó chết queo luôn. Ôi, một con skeleton. Mày, skeleton thổi kèn các bạn ơi. Mày hả mày. Chết đi. Ok. Ở dưới đây có con chuột. Ôi, con chuột nhanh quá vậy. Một con skeleton. Mày nè. Ôi. Mày nè. Bắn đi. Mày nè. Ok. Nâng được nữa không ta? Để xem coi. Nâng được rồi nè. 7 rồi nè. Thêm một kinh nghiệm đó thôi là đủ mấy bạn ơi. Bây giờ mình đang rất là yếu. Mình chỉ cần đủ kinh nghiệm thôi là được rồi. Không cần nhiều đâu. Zombie, lại đây đi. Ui, nhiều quá vậy. Tôi nói lại đây. Ít thôi, làm gì nhiều quá vậy. Trời ơi trời. Ôi. Zombie nè. Lại đây. Ôi da. Đông thế. Ui, đông quá bạn ơi. Đóng chịu không được luôn á. Ui, lửa. Zombie hả? Lại đây zombie. Ok. Ồ, bao nhiêu kinh nghiệm rồi? Được 8 kinh nghiệm rồi, chạy thôi. Ôi, nâng lên. Chạy. Chạy các bạn ơi, chạy mà được 8 kinh nghiệm rồi. Ủa khoan từ, mình phải nâng lên nè, nâng lên. Rồi ok, được đủ 8 kinh nghiệm rồi, chạy. Rồi, yếu máu quá rồi. Tim mình đập thình thịch rồi nè. Chạy. Trời ơi, mình còn có 3 máu mấy bạn ơi. Mình đang rất là yếu luôn rồi. Chạy về nhà thôi. Trời ơi, tim mình đập. Ây da, con chuột. Con chuột hả mày? Tim mình đang đập nữa, bạn thấy mấy bạn có nghe tiếng tim mình đập không? One hour later. Hai, bây giờ mình mới nghĩ ra ý này các bạn ơi. Mình đành phải gọi là nhảy xuống dưới mình tự tử để mình có thể gọi là hồi lại máu mới được. Bằng cách này thôi chứ không còn cách nào khác đâu. Bụp. Rồi. Chết queo luôn. Ok, hình như con rồng nó mới bay là chỗ mình đúng không? Ủa rồng đâu rồi? Ê, rồng ơi, mày đi đâu vậy rồng? Rồng ơi, con rồng mình nó bay mất tiêu bạn ơi. Từ từ, mình đủ kinh nghiệm rồi. Mày đợi anh tí đi, anh lấy cái yên, anh cắn cho mày rồng ơi. Đừng chạy nha. Ok, để mình lấy cái yên. Cái yên đây nè. Cái yên. Con rồng của mình nó bay mất tiêu rồi. Rồng ơi, rồng yên nè. Đợi anh tí rồng ơi, đừng bay rồng ơi. Trời ơi là trời. Eo đi yên nè. Ủa,
Ủa sao không được? Ủa được rồi nè. Ui, được rồi nè bạn. Ui mấy bạn ơi, mình đeo yên cho rồng được rồi nè. Bay lên. Đã quá mấy bạn ơi. Vậy là bây giờ mình đã có được rồng rồi mấy bạn ơi. Quá đã luôn. Ui là chui. Mấy bạn thấy mình ghê không? Cuối cùng thì sau một thời gian phấn đấu, mình cũng đã có rồng để mình cưỡi rồi. Quá xịn luôn, quá xịn luôn. Ok. Ok ok, để mình bay lên cao luôn nè. Đó, cao chưa, cao chưa. Rồi, ok. Và mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã dài rồi. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero để đăng ký hộ cho các thành viên của team Hero nha. Còn bây giờ thì mình đã kiếm được rồng để mình cưỡi rồi. Quá đã luôn. Bye bye mọi người nha. Tạm biệt. Yêu anh em vải nồi. Bye bye. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye 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 bye.